trước khi vào bài review này thì tôi muốn các bạn nhắm mắt và hít thở thật sâu. Ok, kết thúc lớp thiền. Chúng ta vào vấn đề chính của video này. Review người cá live action. Ở bài review này thì tôi muốn thay đổi một chút cách tiếp cận vấn đề. Đấy là tôi sẽ không trực tiếp đưa ra các ý kiến chủ quan của bản thân mình nữa, mà chỉ đơn giản là khơi gợi những điều mà bộ phim làm và không làm, so sánh nó với bản hoạt hình, để các bạn có thể tự đưa ra kết luận cho mình là có muốn xem hay không. Thiết nghĩ với một chủ đề gây tranh cãi như thế này thì cách tiếp cận đó sẽ hợp lý hơn với tất cả mọi người. Ok, bắt đầu nhá. Nàng tiên cá phiên bản người đóng kể chính xác câu chuyện trong phiên bản hoạt hình về một cô người cá tên trùng với bột giặt Ariel. Một câu chuyện siêu nhỏ, vấn đề siêu bé. Đó là tình yêu của một chàng trai 22 tuổi thuộc giống human với một cô gái 15 tuổi thuộc giống tiên cá. Ờ thì các bạn mong chờ gì ở một câu chuyện cổ tích? Vấn nạn nóng lên toàn cầu à? Ok, quay lại với câu chuyện siêu tí hon kia. Tình yêu này hiện lên có đẹp không? Có lãng mạn không? Có hay không? Well, tình yêu từ muôn thuở là một đề tài được rất nhiều bộ phim khai thác và bàn luận. Tiên cá cũng yêu. Cô được biết về con người từ khi còn nhỏ. Một lần chứng kiến vụ tai nạn đắm tàu của loài người, cô vô tình đem lòng yêu vị hoàng tử mà mình đã cứu sống. Đấy, mỗi thế. Các bạn thấy tình yêu này sao? Thật ra chỗ này đính chính một chút. Tình cảm của tiên cá cũng bắt nguồn từ sự đồng cảm với hoàng tử Eric. Căn bản là hai người đều bị rơi vào hoàn cảnh đó là sống một cuộc sống bị o ép, không được làm điều mình thích. Thế nên là mị còn trẻ, mị thích nổi loạn. Đó là một vấn đề cũng có tiềm năng để khai thác. Và tình cảm thì cũng chỉ là tệp đính kèm bên cạnh mục đích tối thượng kia. Trở lại với câu chuyện chính là tình yêu. Dưới góc nhìn của một nhi đồng đi, thì các bạn thấy cách hướng nghiệp chuyện tình yêu như vậy có bị ao meta không? Giới thiệu về một đại dương xanh thẳm, hệ sinh thái màu sắc, các động vật vui nhộn, chứ con cá mập. Ôi nghe hay thế. Giới thiệu về một cô tiên cá 15 tuổi làm tất cả để gặp hoàng tử và kết hôn. Ok, tạm gác lại câu chuyện về tình yêu trong phim. Chúng ta sẽ nói đến dàn diễn viên phụ, thứ mà đã góp phần không nhỏ vào thành công của bản hoạt hình. Ngài Sebastian đầy quy tắc hay lầm bầm, chú cá Flounder bề tôi đầy bất lực, hay chú mòng biển đần Scuttle. Mỗi người đều mang một cá tính rất đặc trưng, rất dễ nhớ. Nó được thể hiện qua biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu và dễ thương. Và khi lên bản live action thì sao? Mắt cua mắt cá thì thực sự là nhìn không khác gì hột chân châu tí hon. Đừng mong chờ tia sáng lấp lánh gì ở đó cả. Những câu thoại dù vẫn có sự duyên dáng, nhưng khó mà bù đắp hoàn toàn được cho vấn đề này. Các bạn thì sao? Các bạn có ý kiến gì khác không? Nhưng chí ít ở trên vẫn còn là những nhân vật đặc sắc cá tính. Hoàng tử Eric thì đã có thay đổi so với bản hoạt hình. Trong bản hoạt hình thì tình yêu đốt vào mặt anh ta và mọi người phải chấp nhận điều đó, không được hỏi gì cả. Nhưng trong bản live action thì đã được khai thác thêm yếu tố nội tâm, như kiểu hoàng tử vốn là người như thế nào, điều gì đã kéo hoàng tử lại gần Ariel. Và thế là lại lồng ghép thêm một tí Romeo và Juliet cho nó kịch tính. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng hoàng tử thế này vẫn hơi đơn giản đến khó chịu. So với một người được ở trong lâu đài từ nhỏ, thiếu đi sự uyên bác và trưởng thành. Nói đến đây các bạn có suy nghĩ thoáng qua kiểu phim này đối tượng là trẻ em mà. Nhưng ai mặc định rằng phim cho trẻ em thì không được phép có chiều sâu, không được phép có những cái cắm. Hãy nhìn sang bộ phim Soul. Dù bề nổi chỉ là câu chuyện về một thầy giáo dạy nhạc gia chán việc, nhưng ẩn sâu trong hành trình đó là sự thức tỉnh về mục đích sống. Đó mới là những bộ phim hoạt hình có giá trị xem lại cao. Với mỗi độ tuổi lại nhìn ra được những thứ để đúc kết cho bản thân. Ursula cũng là một nhân vật được bê nguyên ra từ trong hoạt hình, nhưng sự cô độc của bà ta đã được diễn tả tốt hơn thông qua các câu thoại và hành động. Nói toẹt ra là giống tự kỷ hơn, và cũng hợp lý phết vì bà ta bị cách ly quá lâu rồi. Sự độc ác và mưu mô thì vẫn được giữ nguyên vì bà ta là phản diện. Vậy với phụ vương của nàng tiên cá thì sao? Điểm trừ đầu tiên mà tôi thấy là ngài Triton mặc áo giáp. Chắc do không hoàn thành được lượng tạ cần phải nâng trước dự án. Nhưng mà thật sự, có ai nhận ra được đây là người đã đóng tên sát nhân biến thái Anton Trigger trong No Country for Old Men không? Cảm giác vai diễn này khá là dưới tầm chú Bardem, đặc biệt là khi chú có cả bộ râu xồm xoàm che hết biểu cảm khuôn mặt đi. Và cuối cùng, người đứng trong hào quang rực rỡ, nàng tiên cá. Có một sự thật là khi chứng kiến Bailey trong vai nàng tiên cá thì tôi băn khoăn phết. Không rõ là do những mặc định từ nhỏ của tôi về hình tượng nàng tiên cá đã hằn sâu trong tiềm thức, hay là bằng một cách nào đó thì tôi không thể cảm nhận được thần thái của cô ấy. Vẫn là một cô gái mặc bộ đồ đuôi cá tung tăng dưới biển, nô đùa với mọi loài sinh vật biển một cách vô tư, rồi là lên bờ làm những điều hơi vi phạm luật dân sự. Nhưng tôi thấy chả có cảm xúc gì cả. Có nhiều ý kiến cho rằng thà Disney tự viết một câu chuyện khác, ví dụ em ngoại bà cố nội của tiên cá Ariel chẳng hạn, thì có khi còn được đón nhận hơn. Nhưng thiết nghĩ câu chuyện ở đây không chỉ dừng lại là phim ảnh nữa, vì câu chuyện dùng phim ảnh để nhồi nhét vấn đề xã hội đã chẳng còn là điều gì mới lạ ở xứ cờ hoa nữa. Thứ mà tôi cũng chẳng muốn lạm bàn vì nó quá ư là mệt mỏi và không có hồi kết. Vậy tóm lại với tôi thì nàng tiên cá kia như thế nào? Cũng giống hình tượng một ca sĩ đi đóng phim phết. Giọng hát của cô bé thật sự quá xuất sắc, khiến cho lông gà, lông vịt của tôi nổi dần dần hết cả lên. Mở ngoặc một phần vì điều hòa nữa, đóng ngoặc. Nhưng diễn xuất thì có lẽ cô bé cần thêm thời gian để chứng minh, hoặc chỉ đơn giản là vai diễn đó không phù hợp, như tôi đã nói ở trên. Đến cả chú Bardem còn bị mờ nhạt thì khó trách. Có một điều tôi thấy khá trân trọng nữa, đó là có vẻ như Bailey đã cố gắng siết cân để có thể trở thành một cô tiên cá mảnh khảnh. Tôi muốn nói một chút về kỹ xảo của bộ phim này, vì nó là thứ khiến cho tôi cảm thấy thích thú nhất. Phải nói là hình ảnh của bộ phim được hiện lên quá là đẹp, nhất là những phân đoạn ở dưới đại dương. Cái tôi lo lắng nhất khi miêu tả một câu chuyện dưới biển đó là ánh sáng đã hoàn toàn biến mất trong bộ phim.
không những đủ sáng mà còn màu sắc vui nhộn. Đó là khu vực gần mặt biển. Còn nếu xuống sâu dưới đáy biển, mọi thứ tối tăm hơn, kỳ bí hơn. Có thể cảm nhận được cả sự chết chóc của một vụ đắm tàu. Ánh sáng chỉ vừa đủ cho người ta xem phim và tạo được dạng không khí âm u, nguy hiểm cận kề mà đại diện là con cá mập. Bên cạnh việc khắc họa về một đại dương màu sắc và chân thực, hình ảnh cuối cùng của Boss Ursula khi bà ta hóa khổng lồ rất hùng vĩ và thu hút. Theo tôi đánh giá là hơn đứt bản hoạt hình. Pha biến thành Titan của mụ trong những cơn sóng dữ gợi cảm giác rất thần thoại, giống kiểu bà mụ đại diện cho những thảm họa thiên nhiên, đại diện cho sự đáng sợ và chết chóc của biển cả. Ở phiên bản live action này, tuy là đã bê nguyên si câu chuyện từ bản hoạt hình, nhưng với thời lượng hơn 2 tiếng, Disney đã thêm thắt khá nhiều phân đoạn khác so với bản gốc nhằm mang lại sự hợp lý cho nàng tiên cá mới. Tôi sẽ không spoil ra đấy là những chi tiết nào, nhưng xét về tổng thể, những tình huống mới mẻ đó có chỗ gây thích thú, có chỗ lại khiến câu chuyện có phần rườm rà và thừa thãi hơn. Cái này thì chắc cũng tùy cảm nhận. Nhưng tôi thấy nó không giúp làm tăng độ đột biến của tuyến truyện chính, mà chỉ giải quyết được một vài vấn đề nho nhỏ. Thật sự thì điều này đã làm tôi hơi hụt hẫng. Vì sao ư? Vì ngay ở nhân vật chính đã là một sự đột phá, thì tôi đã chót kỳ vọng là câu chuyện nó cũng đột phá theo. Nàng tiên cá vứt bỏ hoàng tử vì anh ta chỉ có múi chứ không có cá tính. Hoặc là Eric nhận ra anh là anh trai hay em trai gì đấy của Ariel. Nghe kiểu sẽ bất ngờ, thú vị hơn ấy. Nhưng không, cả hai vẫn yêu nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau. Gươm 2023 rồi, người ta có còn yêu nhau như thế nữa đâu. Có khi sắp tới một nửa trong một cuộc hôn nhân là một thứ kim loại bọc da người gì đấy hàng đêm phải sạc pin ấy chứ. Có một phóng tác nữa khá gây chú ý, đó là chị em, cô dì chú bác của người cá đều rất đa sắc tộc văn hóa. Và không chỉ dừng lại ở việc lướt qua, mà có đến hẳn một phân đoạn từng nhân vật này nổi lên trên mặt nước, như kiểu khẳng định một điều gì đó trong một cuộc đấu tranh gì đó mà mình không tiện để biết. Các bạn nghĩ sao về điều này? Bản thân tôi thì không thích bài Part of Your World lắm, chỉ thích ba câu cuối vì nó mang cảm giác ma mị của đại dương. Tôi thích A Whole New World của Aladdin hơn, vì cảm giác nó đu thanh quản liên tục, nghe nó khát vọng các thứ. Quay trở lại với tiên cá, bên cạnh bài hát biểu tượng của bộ phim, bài Under the Sea của ngài Sebastian nghe cũng vui nhộn thật sự. Vũ đạo của binh tôm tướng cá dưới lòng đại dương khiến tôi thèm buffet hải sản phết. Gordon Ramsay nên mở nhà hàng đối diện Disneyland. Poor Unfortunate Soul của phù thủy đại dương, tức cô ruột của nàng nhân ngư, nom cũng đen tối hơn hẳn bản hoạt hình. Có cái giọng của người cô nghe không độc ác lắm, mà nó nghe cô đơn nhiều hơn. Cảm giác kiểu bà này ở một mình nhiều nên điên mẹ rồi, chứ không phải là bà này ác lắm. Có lẽ bản thân tôi ngay từ đầu đã là người không thích bộ phim này, vì câu chuyện của nó quá nhỏ và thiếu chiều sâu. Nên thứ mà tôi mong đợi nhất là những bài hát để chiêu theo những vựa hải sản chưa được chế biến trên phim. Và tôi đã phần nào được thỏa mãn với điều đó. Tiên cá live action đã mang lại cho tôi một trải nghiệm rất mát, vì xung quanh toàn là nước ấy. Hình ảnh đẹp, tiền kỹ xảo chắc phải gấp đôi thoa bốn. Một bộ phim thỏa mãn về phần nghe, nhìn. Nhưng cốt truyện thì thực sự là ao meta và cố chèn thời sự. Dàn diễn viên có thực lực nhưng quá ít đất để diễn. Bailey thì cần trau dồi thêm nhiều. Cái cô bé cần chắc là thời gian. Chấm điểm, Lavi trên Aquafina, vì tôi thích những phân đoạn dưới nước của bộ phim. Vậy trả lời cho câu hỏi cuối cùng là có nên đi xem bộ phim này hay không thì... Nếu bạn là một người từng yêu thích nàng tiên cá thì nên. Để dù có chê thì cũng biết mình đang chê cái gì và chê có đúng hay không. Còn nếu bạn là một người không thể đọc nổi một cuốn sách hai lần, thích một trải nghiệm gì đó mới mẻ, thì rõ ràng một câu chuyện làm lại sẽ không mang lại được điều đó. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.